chúng mình dừng lại ở đây đi. Rượu nặng đấy, không đùa được đâu, say đấy. Em muốn say mà. Vì nếu không say, em không có can đảm nói chuyện với anh. Chúng mình dừng lại ở đây đi. Không thích anh nữa. Sao từ bỏ sớm thế? Em vẫn còn thích anh. Em cần thời gian để quên. Sau này sẽ không thích nữa. Em không cần thiết phải chia tay anh. Nếu em cảm thấy không an toàn, cần công khai với cả thế giới này, anh có thể làm điều đó vì em. Anh nghĩ mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Cô gái nào khi yêu cũng muốn mình là duy nhất, không muốn mình là người bị giấu đi trong bóng tối. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa. Cứ như vậy đi. Đông, Đông, dừng lại đã. Anh muốn chúng ta phải nói chuyện rõ ràng. Em đừng giận dỗi trẻ con như vậy. Anh cũng đâu yêu em bao nhiêu đâu. Chia tay là chia tay thôi mà. Anh đã nói với em rồi. Nếu em muốn, anh sẽ công khai chuyện của chúng mình. Em không cần nữa. Chuyện của Dũng, anh không cảm thấy áy náy một chút nào, đúng không? Em trách anh nhỉ? Sao lại lôi chuyện này vào đây? Em nghĩ anh có lỗi trong chuyện của Dũng. Và đó cũng chính là lý do thời gian qua em tránh mặt anh. Tại sao? Em không nghĩ nếu cậu ta không có tâm cơ thì ai làm gì được cậu ta. Dũng có sai, nhưng là sai với chính bản thân cậu ấy. Ít nhất cậu ấy chưa từng làm gì tổn hại đến anh. Đáng lẽ ra em phải cảm ơn anh vì đã dạy cho cậu ta một bài học về cảnh tỉnh. Cậu ta thích em. Tuy em không thích cậu ta, nhưng cách em hành xử ấy, em khiến cho cậu ta tiếp tục ôm ảo tưởng. Rồi cả thằng anh của nó nữa, tìm gặp anh, nói những lời rất vô tri. Tại sao bọn em có thể hành xử một cách tùy tiện và vô lý như vậy? Cứ ngây ngô đi vào đời như thế à? Đúng, bọn em ngây ngô, bọn em thiếu vốn sống, thiếu kiến thức, bọn em còn thiếu rất nhiều thứ nữa. Rất nhiều. Nhưng không biết thì sẽ học. Nếu cả đời không học được thì cũng không sao. Chỉ cần có nhân cách, sống tử tế là được. Và có lẽ đó là điều mà anh không bao giờ hiểu được, cũng không bao giờ cảm thông được. Em nói như vậy nghe có vẻ như là đang trách cứ anh, nhưng không phải đâu.
Thật đấy. Em đang nghĩ mãi và hiểu là có những điều thuộc về lối sống, về quan điểm đã khác nhau thì sẽ không bao giờ thay đổi được. Em không thể bắt anh quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh em, vì vốn dĩ anh thấy họ thật vô lý, đáng chán. Em cũng không thể vì anh mà chỉ nhìn mỗi mình anh, không quan tâm đến bố, bạn bè, người thân của em. Em không nói là anh sai, chỉ là anh và em, chúng ta như hai chiếc mắt kính, cùng nằm trên một góc. Nhưng không cùng điểm nhìn. Chúng ta chia tay rồi.